Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một ngành chủ yếu phục vụ tiêu dùng trong nước, dệt may đã trở thành một trong những ngành có kim ngạch xuất khẩu đứng đầu cả nước và đưa Việt Nam vào top 5 nước xuất khẩu dệt may trên thế giới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN nói chung và khối các nước dệt may ASEAN nói riêng, Việt Nam cần tăng cường năng lực chuỗi cung ứng trong khối dệt may ASEAN để hướng đến sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Hàng dệt may Việt Nam được xuất khẩu tới hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Thị trường chính của ngành dệt may Việt Nam là các nước phát triển với sức mua lớn như là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đối với ASEAN, tuy không phải là thị trường xuất khẩu lớn, nhưng ASEAN cũng là một trong những thị trường được các doanh nghiệp dệt may Việt Nam rất quan tâm. Trong quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các doanh nghiệp dệt may sẽ tập trung nâng cao năng lực sản xuất để dịch chuyển phương thức sản xuất từ gia công sang các hình thức khác, đầu tư phát triển các mặt hàng dệt kim, dệt thoi và tập trung vào khâu dệt nhuộm hoàn tất. Các dự án đầu tư sản xuất sợi, dệt, nhuộm, lựa chọn công nghệ phù hợp theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm và ít gây ô nhiễm môi trường. Khuyến khích phát triển chuỗi cung ứng dệt may để tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm xuất khẩu đến năm 2020 đạt 65%. Thời gian qua, tác động của các hiệp định thương mại tự do FTA đã giúp tạo ra sự thay đổi lớn về môi trường kinh doanh và sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Cộng đồng kinh tế ASEAN AEC sẽ tạo ra những cơ hội và cả những thách thức mới. Cùng với đó, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ gây ra nguy cơ mất việc làm hàng loạt đối với các ngành sản xuất dệt may, da giày tại các nước Đông Nam Á. Vì vậy, các doanh nghiệp đã xác định hướng đi thích hợp hơn để đảm bảo sự phát triển hiệu quả và tham gia tốt vào chuỗi cung ứng dệt may khu vực ASEAN và toàn cầu. Khi mà cái cộng đồng ASEAN được thành lập thì cũng rất là nhiều những cái thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nói riêng. Chúng tôi được tạo điều kiện nhiều hơn trong cái việc làm thủ tục hỗ trợ xuất khẩu may mặc ra nước ngoài. Bên cạnh đó thì nhà nước cũng ưu đãi một số những cái chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may. Khi mà xuất khẩu sang thị trường châu Á, cái ưu điểm là nó cái thị trường ổn định, nhưng cái nhược điểm là những cái đơn hàng nó không lớn và cái đơn hàng nó nhỏ lẻ và cái đơn giá nó cũng không được cao. Chất lượng sản phẩm thì đòi hỏi rất là cao. Tôi cho để đạt được cái chuỗi mà toàn cầu thì có lẽ cái doanh nghiệp dệt may Việt Nam cũng như doanh nghiệp TNG còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhà nước mở ra ký rất nhiều hiệp định, nhưng rõ ràng tận dụng được cái đó là còn ít. Để mà tham gia được cái chuỗi cung ứng toàn cầu thì trước hết là phải xây dựng được cái thương hiệu sản phẩm. Và thứ hai nữa là xây dựng được cái thương hiệu là một cái nhà phân phối. Và đặc biệt nữa là phải tạo ra một cái giá trị cạnh tranh. Thì rõ ràng sản phẩm mình để cho người tiêu dùng biết đến thì ta mới tham gia cạnh tranh được. Tức là phải xây dựng thương hiệu, phải tạo ra một cái giá trị sản phẩm là cạnh tranh. Và đồng thời các doanh nghiệp rất cần đến cái sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước. Đặc biệt là tiếp tục là tham gia đàm phán, ký được ký hợp định và mở rộng được nhiều thị trường hơn nữa để giúp cho các cái doanh nghiệp. Vì khi ta ký được ký hợp định thì rõ ràng là cái hàng hóa của Việt Nam thì dễ dàng là thâm nhập vào trong đó. Mặt khác nữa thì cái cơ chế trong nước thì về mặt thủ tục hành chính cũng như là về thuế các loại thì cũng nên giảm đi. Có thể nói Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu trên thế giới về xuất khẩu hàng dệt may. Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam hiện đang phải nhập khẩu khá nhiều nguồn nguyên liệu, dẫn tới giá trị thặng dư không xứng với tiềm năng của ngành. Chính vì vậy, để nâng cao khả năng cạnh tranh, đồng thời từng bước hội nhập với xu hướng phát triển chung của ngành dệt may khu vực và thế giới, thì việc tham gia vào chuỗi cung ứng dệt may ASEAN được coi là giải pháp hữu hiệu cho ngành dệt may Việt Nam. Việc thực hiện những cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho phát triển ngành dệt may nói chung và việc hình thành chuỗi cung ứng dệt may tại Việt Nam nói riêng. Chính phủ Việt Nam và Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan sẽ rà soát cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đầu tư vào dệt may, đặc biệt là trong lĩnh vực dệt, nhuộm, hoàn tất vải, tăng cường hợp tác với chính phủ các nước bạn nhằm phát triển hơn nữa chuỗi cung ứng dệt may trong khu vực cũng như trên thị trường quốc tế.